Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Trong suốt gần 8 năm vướng nghi vấn hẹn hò, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã 7.749 lần bị soi bằng chứng dùng đồ đôi, cùng nhau đi du lịch. Cho đến thời gian gần đây, cặp đôi bị cho là đã chia tay vì người thứ ba, còn hủy follow nhau trên Instagram. Đáng nói, từng có giai đoạn cư dân mạng xôn xao nghi vấn nữ ca sĩ đích thân lái xế hộp của Sơn Tùng MTP hậu chia tay vì một đoạn clip trong quá khứ. Dộ lên tin đồn cô dùng xế hộp của người yêu cũ hậu chia tay Tuy nhiên hôm nay ngày 9 tháng 2, Thiều Bảo Trâm bất ngờ có động thái gây chú ý sau 3 tuần xảy ra drama Chà Xanh Đăng tải khoảnh khắc tạo dáng bên xế hộp màu đen, Netizen cho rằng cô ngầm làm rõ thực hư tin đồn dùng siêu xe của Sơn Tùng Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng nhận thấy Thiều Bảo Trâm dạo gần đây gầy gò, xanh sao hơn hẳn, ốm quá trị ơi, chầm nhớ giữ sức khỏe và bồi bổ thêm nhé trời ơi chị tôi gầy quá rồi. Thiều bảo châm xuất hiện bên một chiếc xế hộp đen, được cho là đập tan tin đồn dùng xe tiền tỷ của Sơn Tùng. Tuy nhiên, Netiren không loại trừ khả năng đây chỉ là một trong những chiếc xe mà cô sở hữu và điều này không chứng minh được gì. Trước đó, Sơn Tùng từng khoe ảnh tạo dáng bên chiếc siêu xe giống với chiếc thiều bảo châm đã lái, làm rộ lên tin đồn nữ ca sĩ dùng xe của người yêu cũ hậu chia tay. Nhưng trên thực tế, Clip ghi lại cảnh Thiều Bảo Trâm lái xe giống Sơn Tùng là từ nhiều năm trước, khi cô vẫn còn để tóc đỏ. Nguồn ảnh, sưu tầm